Xin chào các bạn, mình là Dũng tới thành phố Seattle, tiểu bang Washington thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Mình đã định cư tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ đã trên 18 năm và đã sống ở thành phố Sài Gòn, Việt Nam cũng gần ấy năm. Trong năm 2017, 18 và những tháng đầu năm 2019 thì mình thường xuyên có mặt ở Việt Nam. Vậy trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cảm nhận cũng như là những cái suy nghĩ của riêng mình về những cái điều mà chỉ có bên Mỹ mới có nhưng ở Việt Nam chúng ta không có. Và trong video khác mình cũng phân tích cái chiều ngược lại, đó là những cái mà chỉ ở Việt Nam mới có còn ở Mỹ không có. Giá trị giữa hai quốc gia Mỹ và Việt Nam về một số mặt có thể nói là đảo ngược nhau. Bắt đầu thì chúng ta đi vào những cái vấn đề căn bản nhất của đời sống con người, đó là ăn mặc, ở đi lại, giáo dục và y tế. Và có lẽ quan trọng nhất đó mọi người chú ý đó là cái vấn đề giáo dục cho con em chúng ta. Thì mình cũng trải qua những cái năm tháng ở trường college ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Mình có một cái nhìn có thể nói là khái quát và khá chính xác về cái nền giáo dục của Mỹ. Tức là hệ thống giáo dục ở Mỹ từ lớp vỡ lòng, mẫu giáo, nhà trẻ tới lớp 12 thì được xem như là giáo dục cưỡng bức. Tức là tất từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 thì dù bất kể gia đình giàu hay nghèo đó thì đều phải được đi tới trường và không phải trả đồng nào. Thì đây là điểm khác biệt. Còn nếu ở Việt Nam đó thì cái hệ thống giáo dục ở Việt Nam càng ngày càng phát triển, nhưng cái hệ thống trường đó theo mình biết thì nó phân loại, tức là trường công, trường tư và thậm chí là các trường học có nước ngoài nhảy vào đầu tư về lĩnh vực giáo dục, và chất lượng các trường thì rất khác nhau, và các con em của các gia đình nghèo á hoặc là có thu nhập thấp thì không thể nào vào những trường thật tốt để học. Và trong khi đó ở bên Mỹ đó thì bất cứ con em của bất cứ gia đình nào, nếu mà ngay cả gia đình mà nghèo thì cũng được chính phủ giúp đỡ tối đa để có thể đi tới trường bằng xe bus nếu cha mẹ, phụ huynh của các em không thể đưa con em mình tới trường. Và thường trong trường là có phục vụ bữa ăn cho các em. Và mình còn nhớ là cách đây khoảng 18 năm mình có được một cái công việc gọi là work study ở trường cộng đồng college ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington đó. Thì khi mình tới Mỹ đó thì xong năm mình đã vào college mình học, do cái khả năng tiếng Anh mình tương đối là đủ tốt để có thể vào học. Thì mỗi tháng vào cái thời điểm năm 2001-2002 gì đó, thì vì năm trước đó là mình còn ở Việt Nam nên coi như là cái thu nhập mình là zero đồng, tức là thuộc vào cái thành phần low income, nên mỗi tháng á từ cái năm 2001 thì mình được chính phủ liên bang giúp đỡ là cái hai phương diện. Thứ nhất là về cái tiền mặt thì mỗi tháng mình được $1,100 một tháng để ăn học. Và các bạn lưu ý là năm 2001 thì cái số tiền $1,100 tiền mặt rất là lớn mỗi tháng đó, thì mình nhận được cái số tiền coi như là vào cái tài khoản ngân hàng mình là $1,100 để mình có thể đóng tiền học phí, cũng rất là thấp các bạn, học phí, bởi vì lúc bây giờ là mình có thẻ xanh là cư dân của thành phố Seattle, tiểu bang Washington, học phí rất thấp. Và $1,100 đó để mình đóng học phí coi như là một năm thì có 4 mùa xuân hạ thu đông để học, mà thường các sinh viên chỉ học
các cái mùa là ba mùa, tức là ba học phần, ba cái mùa trong một năm là đủ, và coi như là 9 tháng trong một năm, còn 3 tháng thì coi như mùa hè được nghỉ. Thì mỗi tháng 1.100 đô số tiền rất lớn các bạn, hoàn toàn có thể đủ để trang trải chi phí tiền học và tiền mướn căn hộ để ở, cũng như là chi phí đi lại. Và ngoài ra thì mình còn được một cái thẻ Starbucks với cái giá rất là ưu đãi, tức là chỉ bằng khoảng chừng 1/5 so với cái người bình thường mà không phải là sinh viên. Và ngoài ra mình còn được cái sự giúp đỡ gọi là Work Study, tức là cái chương trình mà mình có thể làm việc work với mục đích là có thêm thu nhập để cho việc học mình trở nên tốt hơn on campus, tức là trong khuôn viên của trường college đó. Thì cái trường đó là mình nhớ là khoảng 2.000 sinh viên và cũng phải là cả trăm thầy cô giáo cũng như là nhân viên phục vụ. Thì trong cái khuôn viên on campus trường có lịch sử rất là lớn, như là một cái làng đại học, thì có rất nhiều công việc khác nhau và mình đã được cho làm trong cái khu viên trường college đó, là có thể lên tới là 20 giờ hoặc là 30 giờ một tuần, và cái mức lương thì dao động trong khoảng từ 8 đô và tới 11 đô rưỡi. Và mình đã làm trong suốt 2 năm học ở trường college đó, mình đã làm 7 công việc khác nhau, từ các công việc như là làm trong thư viện, dạy kèm toán, và làm trong phòng thí nghiệm, và làm vườn làm cỏ xung quanh trường, và thu gom phế liệu để tái chế, và cũng như là làm trong căng tin. Và rất nhiều công việc khác nhau, khoảng 7 công việc khác nhau với mức lương là 8-11 đô rưỡi. Và công việc trả lương cao nhất là chăm sóc, trông coi các em, các bé trong cái nhà trẻ, trong khu viên trường có một cái nhà trẻ. Bởi vì sinh viên Mỹ đó, thì có một số sinh viên các bạn là họ đã là phụ huynh, đã lập gia đình, có con cái, họ quay lại trường học lên bằng cấp cao hơn, hoặc là cái bằng cấp trước đó học 4 năm hoặc là 6 năm thì chu kỳ kinh tế Mỹ thì lên xuống hiền xin. Thì khi mà kinh tế xuống đó thì họ bị thất nghiệp, thì họ phải quay lại trường cao đẳng đại học để họ học một cái chuyên ngành mới. Vậy khi đi học thì họ mang con bỏ vào nhà trẻ ngay trong khuôn viên trường, và mình có làm cái công việc là chăm sóc các bé trong cái khuôn viên trường đó, tức là khoảng 7 công việc khác nhau, và cái mức thu nhập là từ 8-11 đô rưỡi. Và các bạn nên nhớ năm 2001 thì cái mức lương mà 11 đô rưỡi phải nói là rất là cao, tiền rất là có giá trị. Thì ngoài 1.100 đô thì coi như mình là thành phần low income ở cái xứ coi như là tha phương cầu thực, một cái xứ quốc gia coi như là đang phát triển tới một cái quốc gia hàng đầu thế giới, thì được cái sự giúp đỡ không những là học phí và coi như là tiền để trang trải nơi ăn chốn ở là 1.100 đô tiền mặt một tháng, và thẻ xe bus, và cũng như là work study là cái công việc làm để có thu nhập thêm để trang trải việc học, rất là thoải mái các bạn. Đó là vấn đề về giáo dục. Và sau khi các bạn hoàn tất 2 năm ở cao đẳng đại học, các bạn sẽ chuyển lên 4 năm ở một cái trường đại học nào đó. Thì lúc bây giờ các bạn cũng có thể được nó gọi là financial aid, tức là trợ giúp về tài chính, tức là có trường thì chính phủ sẽ giúp đỡ bạn tiền để bạn trang trải học phí cũng như là ăn uống và sinh hoạt, thì tùy vào cái tiểu bang, cái mức đóng thuế. Và cũng xin chia sẻ với các bạn là mình sống ở tiểu bang Washington, miền Tây Bắc Hoa Kỳ, là nơi có 4 cái công ty hàng đầu trên thế giới, đó là Boeing, Microsoft, Starbucks và Amazon, là 4 công ty không những là đứng đầu nước Mỹ mà còn có thể xem là hàng đầu của nước Mỹ. Nên cái ngân sách thuế của 4 cái công ty đó nó tạo nên cái phúc lợi xã hội cho người dân của tiểu bang Washington rất là tốt. Đó là về vấn đề giáo dục. Và vấn đề kế tiếp là xây mình học xong năm thứ 2 ở cái trường college ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, thì mùa hè và năm 2010, 2003
thì mình có vào cái công ty đi bộ lưỡng thưởng và công ty Armstrong là một cái công ty chăm sóc sức khỏe và nhận cái ngân sách từ Olympia, tức là thủ phủ của tiểu bang Washington, để chăm sóc cho các cô bác cao niên cũng như là người tàn tật. Thì mình vào đó với mục đích là làm volunteer, tức là làm thiện nguyện để lấy được cái giấy chứng nhận để mình có thể nó gọi là letter of recommendation của cái công ty về chăm sóc sức khỏe để mình có thể nộp vào năm thứ ba ở trường đại học Washington để mình vào cái ngành là làm trong phòng thí nghiệm là phân tích các mẫu về phân, về đàm, về máu trong phòng thí nghiệm. Thì mình vào cái công ty Armstrong đó thì qua vài câu phỏng vấn thì cái bà giám đốc là Leah Armstrong đã nhận mình vào làm cái công việc là assistant, tức là trợ giúp, và như là cái công việc rất là thấp nhất ở trong cái văn phòng của Armstrong. Thì sau khoảng chừng 3 tháng thì hết mùa hè thì nhắm mình làm được, thì công ty Armstrong đã nhận mình vào làm chính và liên tục. Sau đó Armstrong đã sáp nhập vào Redcare là một trong các công ty lớn cung cấp dịch vụ sức khỏe và nhận cái ngân sách của tiểu bang Washington, có mặt ở 33 tiểu bang và bên Canada. Và mình làm liên tục coi như là 14 năm ở Redcare. Và 2017 thì mình sau khi làm đủ rồi thì mình tự động rút ra, không còn làm nữa. Và công việc thì cũng văn phòng hoàn toàn 100%, và thường 8 tiếng thì mình chỉ mất có chừng 3-4 tiếng là mình có thể hoàn tất xong, bởi vì cái văn phòng công ty cách nhà mình có 5 phút đi xe, lái xe, hoặc là có đường xe bus, cái tuyến xe bus rất là tiện, và thậm chí có thể đi bộ, nên mình mới làm công ty đó tới 14 năm. Và công ty cho mình học thêm vào buổi tối, coi như mình làm suốt 14 năm. Thì ở Mỹ có một cái câu rất là thú vị các bạn, là nếu bạn không thất nghiệp thì bạn không phải là người Mỹ. Và câu thứ hai là nếu bạn không mượn thẻ ngân hàng, bạn không sử dụng thẻ tín dụng thì bạn không phải là người Mỹ. Thì cái câu đầu tiên thì không đúng với mình, bởi vì cái ngành chăm sóc sức khỏe và nhận được cái ngân sách từ tiểu bang Washington rót xuống đều đặn các bạn. Và công việc phải nói là cũng tuy là văn phòng nhẹ nhàng nhưng cũng hơi áp lực, vì hàng ngày phải tiếp xúc với người cao niên, tức là những người trên 65 tuổi và những người disabled, người khuyết tật, nên khá áp lực và rất nhiều luật lệ. Và hàng năm thì cái công ty những cái nơi tổ chức mà nhận được ngân sách chính phủ thì bị thanh tra 2 lần, và mình đã làm liên tục suốt 14 năm. Và chẳng qua may mắn các bạn, bởi vì cái công việc này ít người có thể chịu đựng được, và nó là coi như công việc công, các bạn bị nhận ngân sách nhà nước chứ không phải cạnh tranh như công việc tư, nên suốt 14 năm mình làm liên tục. Chứ còn bình thường cái chu kỳ kinh tế Mỹ đó thì nó lên xuống đó, như bạn biết hiền xin, thì sau khi mà nó lên và tới chu kỳ xuống thì cái ngành nghề và cái công ty đó sẽ đau xuống, thì sẽ sa thải một số nhân viên thì sẽ bị thất nghiệp và sẽ học cái ngành mới hoặc là trau dồi thêm kỹ năng để chờ kinh tế lên có việc. Còn riêng mình làm việc suốt 14 năm, không biết là một cái điều may hay là không may. Và trong cái thời gian 14 năm đó thì bởi vì làm đến năm thứ hai thứ ba thì chỉ cần làm có chừng 4 tiếng, 3-4 tiếng là xong công việc, nên mình có kinh doanh trên eBay và Amazon trong khoảng thời gian đó, cũng như là học một số kỹ năng khác trong suốt 10 năm, cái phần sau của 14 năm đó các bạn. Đó là về cái phần giáo dục. Còn y tế đó thì các bạn biết ở Mỹ đó thì nó hoàn toàn khác biệt với Việt Nam. Đó là gì các bạn? Đó là ở bên Mỹ khi mà bạn có bị bệnh hoặc là cấp cứu và gọi 911 thì sẽ cấp cứu sẽ tới. Thì cái nhân viên y tế khi bạn tới các cơ sở y tế, phòng mạch bệnh viện hoặc là nhân viên y tế của xe cấp cứu 911 thì họ hỏi bạn về thông tin về sức khỏe cũng như là về những cái loại thức ăn hoặc là thuốc mà bạn dị ứng, không không nên dùng, và cũng như là hồ sơ bệnh lý của bạn.
và những hỏi xung quanh về tình trạng sức khỏe của bạn. Nhưng có một cái điều họ không hỏi, đây là cái điểm khác biệt lớn giữa cái việc chăm sóc sức khỏe với ngành y tế ở Mỹ và Việt Nam, tức là họ không được phép hỏi bạn về cái thẻ tín dụng của bạn là C, credit card, tức là thanh toán. Còn ngược lại, khi các bạn vào một cái phòng mạch hoặc là bệnh viện mổ xẻ Việt Nam thì đa số thì cái thủ tục đầu tiên, tức là tiền đâu thì phải có tiền nhắm, có đủ khả năng trang trải thì mới thực hiện cái cuộc phẫu thuật hoặc là chi phí bệnh viện thuốc men. Đó là cái điểm khác biệt chính lớn giữa Việt Nam và Mỹ. Và sau đó thì hầu như là mọi người dân ở cái thời Obama cũng như Donald Trump thì phải có bảo hiểm sức khỏe, thì mỗi người đều có một cái bảo hiểm sức khỏe ở nơi làm việc hoặc là bảo hiểm sức khỏe của chính phủ. Nếu bạn low income, thu nhập thấp, bảo hiểm của Obamacare hoặc là Trumpcare hiện nay, thì những cái bảo hiểm sức khỏe của chính phủ có điều thì nó lại lạ lùng các bạn, thì nó lại tốt hơn là bảo hiểm tư nhân. Và thường nếu mà low income thì nó cover rất là cao, 90 thậm chí 100%, bởi vì cái hệ thống y tế của Mỹ được xem là tốt nhất trên thế giới, nhưng cái giá chi phí dịch vụ y tế của Mỹ cũng thuộc loại hàng đầu trên thế giới. Nên nếu bạn low income thì cái cuộc sống hàng ngày cơm áo gạo tiền bạn chật vật không đủ, thì chính phủ biết là bạn sẽ không có khả năng thanh toán cái viện phí. Nên các bảo hiểm y tế của Obamacare hoặc là Trumpcare cover sẽ chi trả 100% cho các bạn. Và không những là cái dịch vụ y tế công cộng của chính phủ tốt, mà ở Mỹ có điều lạ lùng là những gì thuộc về chính phủ công cộng thì lại thường là tốt hơn tư nhân. Chẳng những cái vị trí địa điểm đẹp nhất thì được làm thư viện hoặc là bệnh viện hoặc là công viên, nó rất là ngược đời các bạn. Đó thì dành cho cái phúc lợi xã hội thì nó khác ở Việt Nam chúng ta, thì những cái vị trí đắc địa, vị trí tốt nhất thì lại dành cho nhà hàng, khách sạn, là những cái nơi ăn chơi giải trí. Còn Mỹ thì ngược lại các bạn, thì chú ý tới cái vấn đề phúc lợi xã hội, welfare, và cũng như là công cộng. Đó là về vấn đề bảo hiểm y tế ở Mỹ. Còn nếu như mà bạn đi làm, như trong thời gian tôi làm ở công ty Redscare ở thành phố Seattle, địa bang Washington á, thì ví dụ mức lương bạn khoảng 3.500 hoặc là 4-5.000 đô, thì mỗi tháng công ty sẽ đóng bảo hiểm sức khỏe cho bạn, và bạn sẽ phải cover một cái phần khoảng chừng 200 đô một tháng là cái căn bản. Còn mỗi lần đi khám bệnh á, thì bạn phải như gặp bác sĩ gia đình thì phải tốn 100 đô bác sĩ gia đình, ngoài ra còn phải cover khoảng 70-80% chi phí thuốc và những cái dịch vụ y tế khác các bạn. Đó là một con số tương đối là trung bình đối với một cái người đi làm ở Mỹ, tôi nghĩ là như vậy. Rồi vấn đề quan trọng nhất là về giáo dục ha. Và vấn đề thứ hai là về y tế. Chính vì làm trong cái ngành y tế của Mỹ suốt 14 năm và tôi rất hiểu về cái hệ thống an sinh xã hội của Mỹ, đó là đối với người bình thường. Còn đối với các cái ông bà cụ mà trên 66, đặc biệt là những người Việt Nam mà khi tới Mỹ đó, thường là những người mà trước đây làm việc cho chính quyền cũ ở Sài Gòn, thì thường họ không có làm đủ 40 credits trong cái quãng đời của họ, thì họ sẽ được gọi là medical coupon, cái bảo hiểm y tế thuộc loại tốt bậc nhất ở nước Mỹ các bạn. Tức là tất cả chi phí khi tới bệnh viện thì được cover chi trả 100% các bạn. Và mỗi tháng đó, thì những cái cô bác ông bà đó được cái tiền gọi là SSI do thành phố Seattle, địa bang Washington, thì trong cái mức dao động khoảng chừng theo mình nghĩ hay mình biết tới năm 2018 là khoảng khoảng là chừng để mình xem, mình nhớ là coi là khoảng chừng 700-750 đô là gì đó, là để thanh toán tiền nhà của chính phủ, thì cũng có chừng 60 đô một tháng thôi các bạn, 60-70 đô một tháng. Và ngoài ra những người cao niên được khám và chữa bệnh hoàn toàn miễn phí. Như các bạn biết, ở cái lứa tuổi trên 66 đó thì bắt đầu bệnh tật nó phát ra các bạn, rất là đối với người bình thường đó, thì có hai loại bệnh, một là bệnh lão hóa và thứ hai đó là những cái bệnh mà coi như là cấp tính, thì cái chi phí y tế rất là đắt đỏ. Thì đối với những người sống Việt Nam thì đôi khi phải bán nhà bán cửa để có thể trang trải cho những cái cuộc phẫu thuật hoặc là chạy thận, tức là lọc thận.
Còn ở Mỹ thì có Medical Cook Bowl, low income, thu nhập thấp thì được chính phủ chi trả 100%, rất là tốt của bạn. Thì và ngoài ra những cái cô bác mà cầm cái Medical Cook Bowl, tức là Obamacare hoặc là Trumpcare, hoàn toàn có thể lựa chọn cái bệnh viện mà chúng ta nhận cái dịch vụ y tế. Thì đa số người Việt Nam như ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington thì lại thích nhận hít vào cái bệnh viện gọi là Swedish, bệnh viện của Thụy Điển, và lập ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington thì giống như cái bệnh viện 5 sao với chất lượng rất là tốt. Thì một cái người low income, cái thu nhập thấp nhất, cầm cái Obamacare là chăm sóc của chính phủ Obama hoặc là Trumpcare của tổng thống Donald Trump, thì vào những bệnh viện 5 sao rất là tuyệt vời. Và trong khi đó cái người Mỹ chính gốc á, thì họ rất là bình dân, thì họ lại vào Harborview. Bệnh viện Harborview là cái bệnh viện công dành cho những cái sinh viên thực tập rất là bình dân, thì họ lại không có quan trọng lắm lắm để vào cái bệnh viện nào chữa bệnh. Nhưng người Việt Nam chúng ta thì lại chọn lựa chi ly, mà trong khi đó thì lại đóng góp thì lại không có như người Mỹ. Thì đối với người Mỹ thì 18 hoặc là sau 4 năm đại học là 22, họ làm việc liên tục, cày liên tục tới 66 thì đất nước của họ, và họ làm liên tục như vậy thì rất là dư credits, tức là cái điểm các bạn. Trong khi Việt Nam chúng ta thì đa số thi qua Mỹ cái tuổi đã xế chiều thì làm không đủ credits các bạn. Đó là vấn đề y tế, là vấn đề rất là quan trọng với tuổi trẻ khi chúng ta còn trẻ đó. Sorry các bạn, đối với tuổi già, khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta không lưu tâm đến vấn đề sức khỏe và chúng ta xem thường. Nhưng khi bắt đầu tuổi già sức yếu đó, thì chúng ta thấy cái chi phí về y tế rất là nặng, và chúng ta cần một cái dịch vụ y tế tốt. Thì có lẽ là Mỹ là một trong quốc gia cũng là siêu cường về nhiều mặt, trong đó có y tế, đặc biệt là cái lĩnh vực mổ tim của Mỹ rất là nổi tiếng, và có những cái biện pháp đề phòng và ngăn ngừa những cái bệnh mà đương đại như là tiểu đường, cao huyết áp, thì Mỹ coi như là chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa rất là tốt các bạn. Đó là vấn đề thứ hai, là cái vấn đề xin lỗi các bạn, vấn đề thứ hai là về vấn đề y tế, và cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề ăn uống. Thì như các bạn biết, cái an toàn vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam đã được báo chí cũng như là đài truyền hình, truyền thanh đề cập rất nhiều, ở mức báo động, tức là thực phẩm sạch. Nói cà phê thì phải dương cái bảng là cà phê sạch, đúng không bạn? Bởi vì đa số các quán cà phê thì nó cũng có một cái vấn đề gì đó về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thì ngược lại thì cái điều này ở Việt Nam không có được đối với đa số người dân bình thường, trừ khi bạn là triệu phú đô la hoặc là tỷ phú đô la thì bạn vào khách sạn 5 sao hoặc là 4 sao như là New World hoặc là Caravan Rex bạn ăn thì rất là tuyệt vời, thì cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo. Nhưng mà ở Mỹ đó thì coi như là khi chúng ta bước vào cái chuỗi hệ thống mắt Donald, Kentucky hoặc là Starbucks, hoặc ngay cả những cái tiệm phở mà Việt Nam mở lên dù nhỏ bé cách mấy, thì chính phủ cũng như là cái Bộ Y tế Mỹ họ rất là nghiêm ngặt kiểm tra thường xuyên. Vậy cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm rất là cao, cũng không kém gì các cái thương hiệu lớn của Mỹ, và họ phạt rất nặng những ai mà vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vì có hại cho sức khỏe. Vì trước tiên là Mỹ 323 triệu dân thì chỉ có 2 triệu dân là Việt Nam, đa số là người Mỹ, nên họ rất là quan tâm tới các vấn đề vệ sinh thực phẩm ăn uống các bạn ở bên Mỹ. Rồi cái vấn đề kế tiếp là vấn đề và có điểm rất là thú vị các bạn, 323 triệu người dân Mỹ nhưng mà chỉ có một cái thương hiệu cà phê Starbucks ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, là thành phố mình đang ở, là thủ phủ, là cái nôi của cà phê. Còn những cái thương hiệu cà phê khác như Tulip, như là Seattle Best cà phê, hoặc là những cà phê của các dân tộc thiểu số thì chiếm cái thị phần không đáng kể các bạn. Và Trung Nguyên có lần thuê nhà máy rang xay và cửa tiệm, và định mở một cái tiệm cà phê, khai trương tiệm cà phê uống liền tại chỗ ngay tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington, là thủ phủ của Starbucks. Nhưng sau vài năm thì không thấy cái điều đó xảy ra. Rồi giáo dục, y tế, ăn,
uống rồi các bạn. Thì uống thì ngoài cà phê Starbucks các bạn thì có hai cái hãng nước giải khát lớn trên thế giới là đối phụ là đối trọng của nhau, đó là Pepsi và Coke và Coca-Cola như các bạn biết. Và sữa thì có sữa Ensure, thì trên tập hợp trên 5.000 tiến sĩ thì sản xuất ra loại sữa Ensure cũng lừng danh khắp thế giới, là cái sữa dành cho người già, người cao niên và những cái người mà suy dinh dưỡng. Và bạn mua sữa Ensure hộp thì mỗi ngày uống chừng 3 ly thì cung cấp một cách cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng cho các bạn. Và cái sữa đó là sữa để nuôi sống các bạn, người già, người bệnh và người suy dinh dưỡng. Thì có một cái câu chuyện thú vị về sữa Ensure, thì cũng có sữa Ensure hợp tác ở Việt Nam và Singapore. Thì mình có một cái người bạn làm, cái chú này làm ở trong cùng công ty văn phòng với mình, thì hàng tháng chú gửi sữa Ensure khoảng chừng 10 đô một cái hộp các bạn, 450 gram về Việt Nam cho mẹ của chú. Thì khi mà có lần thì sữa gửi về không kịp, thì người nhà ở thành phố Sài Gòn có đi ra tiệm thuốc Tây hoặc là gia Nguyễn Thông đó, là nơi chuyên bán cái những cái đồ hộp ở nước ngoài đó, thì mua sữa Ensure của Singapore. Thì mẹ chú nằm liệt giường chỉ uống sữa mà sống qua ngày. Thì khi đưa cái sữa Ensure của sản xuất tại Mỹ vào thì rất là mượt, rất là ngọt, nhưng khi đưa sữa Ensure mà sản xuất hợp tác từ Singapore vào hoặc là Việt Nam vào thì bị sặc sữa các bạn. Cũng có một cái sự khác biệt nhỏ nào đó trong cái thương hiệu sữa Ensure, mặc dù là nguồn gốc ở Mỹ, sản xuất ngay tại nước Mỹ, và sữa Ensure hợp tác bên Singapore hoặc Việt Nam, thì cũng như, giống như cà phê Starbucks hoặc là bánh McDonald's mà ăn hoặc là uống tại Mỹ đó, thì chất lượng có thể là khác so với ở Việt Nam chúng ta. Rồi vậy giáo dục các bạn ha, rồi y tế, ăn uống, rồi mặc. Thì các bạn biết ở Mỹ đó thì nó là khủng hoảng thừa, thì tất cả các thương hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới cũng như là các loại mỹ phẩm và nước hoa thì đều có mặt ở Mỹ các bạn, và giá rất là rẻ, như là những loại nước hoa mà tôi mua. Và trước đây trên eBay tôi có cửa hàng store và là đại lý chính thức của Lancome và cũng như là Chanel, thì nước hoa ở Mỹ rẻ từ coi như bằng 1/4 tới 1/8 so với cái cùng cái loại thương hiệu và cái thể tích nước hoa đó. Mà khi tôi đi vào Diamond Plaza là cái tòa một cái siêu thị nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố Sài Gòn, gần số 4 Phạm Ngọc Thạch, nhà văn hóa thanh niên, đối diện nhà Đức Bà, thì tôi thấy cái giá ở trong Diamond Plaza đó bán các loại nước hoa của Mỹ, Pháp và Hàn Quốc thì cao ít nhất là từ 4 tới 8 lần so với nước hoa tại Mỹ. Không biết lý do tại sao mà chưa chắc là cái chất lượng nước hoa ở Diamond Plaza cao hơn ở Mỹ, và tôi nghĩ là ngang nhau chứ không có cái sự khác biệt, nhưng cái giá đội lên từ 4 tới 8 lần, 4, 5, 6, 7, 8, tức là ít. Ở đây tôi nói là ở Mỹ là khủng hoảng thừa, nên các loại mỹ phẩm, nước hoa cũng như là thời trang thì rất là rẻ. Và bằng chứng là các bạn thấy các ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam khi qua Mỹ thì thường xà vào các hệ thống siêu thị thời trang lớn của Mỹ như là Nordstrom, như là Macy, như là Gap để mua các bạn, hoặc là Old Navy để mua, bởi vì quần áo thì hàng chính hiệu và giá thì cực rẻ các bạn, và nó là khủng hoảng thừa. Và quần áo người Mỹ dùng xuân hạ thu đông, và người ta rất là dư thừa quần áo, và người ta thường sẽ cho quần áo đó tới những cái tổ chức từ thiện như Goodwill để bán với giá 99 xu hoặc là 1-2 đô la, hoặc là để có thể quyên tặng cho những người homeless hoặc là những cái người nghèo đó. Vậy các bạn có thể hình dung là cái vấn đề mà mặc ha, tức là vấn đề ăn ăn xong đến mặt, tất cả những gì mà dính dáng tới người chúng ta như mắt kính, wear glasses, cái động từ tiếng Anh rất chính xác, và wear glasses và wear mặc quần áo và như là mang giày hoặc là đội nón, thì những cái vấn đề thời trang và mặc vào người hoặc là nước hoa cũng là wear perfume, là mình khoác lên người mình một cái hương vị nước hoa nào đó. Thì nước hoa thì có bốn loại theo mùa, là xuân hạ thu đông, và nó có cái style của nó, tức là nước hoa dùng trong văn phòng thì khác nước hoa khi bạn đi tham dự cái party buổi tối, thì khác với cái dòng nước hoa đó, thì khác với
Khi mà bạn chơi thể thao thì có loại nước hoa hoàn toàn riêng biệt, là một cái dạng thời trang. Thì rất là may mắn thì cái điều này ở Việt Nam hoàn toàn không có. Thì cái thời trang Việt Nam thì tùy theo cái đẳng cấp, cái thu nhập, cái túi tiền của bạn, thì bạn sẽ khoác lên người cái bộ cánh khác nhau. Còn ở Mỹ thì cái người dân bình thường thì hoàn toàn có thể mặc quần áo Adidas hoặc là Nike hoặc là Gucci, hoặc là dùng nước hoa Chanel hoặc là Lancôme chính gốc. Đó là vấn đề có như giáo dục, y tế, ăn mặc, ở và đi lại. Thì video đã dài vậy, tôi xin phép ngừng cái video ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tôi sẽ đề cập tới vấn đề đi lại và ở nước Mỹ, thì để chúng ta phân tích, chúng ta thử xem là có những cái điều mà ở Mỹ nó tồn tại và nó có, và ở Việt Nam mình không có đối với đa số đông của chúng ta, chứ chúng ta không đề cập tới những cái tỷ phú hoặc là triệu phú đô la, những người rất giàu ở Việt Nam, thì họ hoàn toàn có thể sở hữu hoặc có thể là hưởng thụ những cái sản phẩm hoặc là dịch vụ đẳng cấp. Đó là chuyện đương nhiên. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.